Thầy chào các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục sửa bài số 2 và bài số 3 là hai bài tập cuối của bài 1 phân thức đại số. Nội dung của bài này chúng ta cũng xoay quanh vấn đề đi chứng minh bằng định nghĩa hai phân thức bằng nhau. Thầy nhắc lại, phân thức A trên B bằng phân thức C trên D nếu tích ngoài tỉ A nhân D bằng tích trung tỉ B nhân C. Bây giờ thầy vào sửa bài số 2. Ba phân thức sau có bằng nhau không? Thì như vậy là chúng ta sẽ đi xét từng cặp một. Trước hết thầy sẽ xét phân thức thứ nhất và phân thức thứ hai xem thử bằng nhau không. Sau đó thầy sẽ tiếp phân thức thứ hai và phân thức thứ ba có bằng nhau không. Nếu cả ba phân thức này bằng nhau thì như vậy chúng ta được ba phân thức bằng nhau. Còn nếu không thì sẽ có một cặp phân thức nào đó bằng nhau. Bây giờ thầy xét phân thức thứ nhất là x bình phương trừ 2x trừ 3 trên x bình phương cộng x và x trừ 3 trên x. Thầy sẽ tích x bình phương trừ 2x trừ 3 nhân với x. Ta có x nhân với x bình phương trừ 2x trừ 3. Nó sẽ bằng x nhân x bình phương bằng x mũ 3 trừ cho 2 x nhân với x thì bằng trừ 2x bình phương. X nhân với trừ 3 thì bằng trừ 3x. Thầy sẽ tích x trừ 3 với x bình phương cộng x. X trừ 3 nhân với x bình phương cộng x. X nhân x bình phương thì bằng x mũ 3. X nhân với x bằng x bình phương cộng với x bình phương. Âm 3 nhân x bình phương thì bằng âm 3x bình phương. Âm 3 nhân x âm 3x. Ước lượng đồng dạng, chúng ta được x mũ 3 trừ 2x bình phương trừ 3x. Như vậy các em thấy tích ở phía trên cũng x bằng x mũ 3 trừ 2x bình phương trừ 3x. Tích ở dưới cũng bằng x mũ 3 trừ 2x bình phương trừ 3x. Vậy hai phân thức này bằng nhau. Từ đó chúng ta kết luận. Từ đây mình suy ra phân thức x bình phương trừ 2x trừ 3 trên x bình phương cộng x sẽ bằng x trừ 3 trên x. Thì gọi đây là hệ thức thứ nhất. Bây giờ tiếp tục chúng ta xét hai phân thức x trừ 3 trên x và x bình phương trừ 4x cộng 3 trên x bình phương trừ x. X trừ 3 trên x và x bình phương trừ 4x cộng 13 trên x bình phương trừ x. Để xét hai phân thức này bằng nhau không thì thầy sẽ tích thứ nhất
là x trừ 3 nhân với x bình phương trừ x. Ta có x trừ 3 nhân với x bình phương trừ x sẽ bằng x nhân x bình phương sẽ bằng x mũ 3. X nhân với âm x là bằng âm x bình phương. Trừ 3 nhân x bình phương thì bằng trừ 3 x bình phương. Trừ 3 nhân với trừ x bằng 3 x. Ước lược đồng dạng ta được x mũ 3 trừ 4 x bình phương cộng 3 x. Bây giờ chúng ta sẽ tích thứ hai là x nhân với x bình phương trừ 4 x cộng 3. X nhân x bình phương sẽ bằng x mũ 3. X nhân với âm 4x sẽ bằng âm 4x bình phương. X nhân với 3 là bằng cộng 3x. Như vậy chúng ta thấy tích thứ nhất và tích thứ hai nếu đều bằng nhau và bằng x mũ 3 trừ 4x bình phương cộng 3x. Vậy từ đây mình sẽ suy ra x trừ 3 trên x sẽ bằng x bình phương trừ 4x cộng 3. Trên x bình phương trừ x thì gọi đây là đẳng thức thứ hai. Từ 1 và 2 thì chúng ta thấy này, 1 và 2 có chung nhau một phân thức đại số, đó là x trừ 3 trên x. Vậy chúng ta có 3 phân thức này bằng nhau. Vậy để viết 3 phân thức này bằng nhau thì thầy tổng quát lên cho các em điều sau. Chúng ta dùng, nếu A phần B bằng m trên n và m trên n thì bằng c trên d, thì từ đây chúng ta sẽ suy ra 3 phân thức a trên b và m trên n và c trên d bằng nhau. Thế thì vận dụng cái điều này thì từ 1 và 2 thì chúng ta có 3 phân thức bằng nhau. Vậy ta có 3 phân thức để cho ở bài toán bằng nhau, tức là x bình phương trừ 2x trừ 3 trên x bình phương cộng với x sẽ bằng x trừ 3 trên x và cũng bằng x bình phương trừ 4x cộng với 3 trên x bình phương trừ chỗ x. Chúng ta kết thúc bài toán. Bây giờ chúng ta sang câu số 3. Người ta cho 3 đa thức x bình phương trừ 4x, x bình phương cộng 4 và x bình phương cộng 4x. Hãy chọn đa thức thích hợp trong 3 thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức dưới đây. Chỗ trống tức là 3 chấm. Để giải bài này thì thầy đặt cái đa thức có 3 chấm này là đa thức A để thầy tìm đa thức A. Thì gọi
A là đa thức cần tìm. Thì khi đó thầy sẽ có này, A trên x bình phương trừ 16 sẽ bằng x chia cho x trừ 4. Từ đây mình sẽ suy ra A nhân với x trừ 4 sẽ bằng x nhân với x bình phương trừ 16. Khi đó ta có A nhân với x trừ 4 sẽ bằng x nhân với x bình phương trừ 16. Để tìm A thì các em thực hiện một phép chia cho x trừ 4 vì x trừ 4 cho bài toán là cả không. A nó sẽ bằng x nhân với x bình phương trừ 16 chia cho x trừ 4. Các em để ý cho thầy, x bình phương trừ 16 thì bằng x bình phương trừ 4 bình phương. Trên x trừ 4. X bình phương trừ 4 bình phương thì bằng x trừ 4 nhân với x cộng 4 bằng x nhân với x trừ 4 nhân với x cộng 4 trên cho x trừ 4. Vì x trừ 4 khác không cho nên chúng ta giản ước x trừ 4 cho x trừ 4, cuối cùng chỉ còn lại là x nhân với x cộng 4. X nhân x cộng 4 sẽ bằng x bình phương cộng với 4x. Như vậy chúng ta chọn trong ba đa thức này thì chúng ta chọn đa thức là x bình phương cộng 4x. Vậy cái đa thức A cần tìm đó là x bình phương cộng 4x. Trên x bình phương trừ 16 thì sẽ bằng x trên x trừ 4. Chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy, thầy đã sửa xong cho các em 3 bài tập về bài số 1, phân thức đại số. Nội dung của bài này các em cần phải hiểu được là hai phân thức bằng nhau nếu chúng ta có tích ngoài tỉ bằng tích trung tỉ. Tiếp tới, thầy sẽ dạy bài số 2. Các em theo dõi để kiến thức được liền mạch. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em. Chào tạm biệt các em.